7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Alo, bạn nghe này Kiệt. Con giết người rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy con? Hả? Sao lại? Có chuyện gì bắt giùm? Bắt gọi con cả ngày mà không được. Sao vậy? Dạ. Cả ngày nay con bận quá, lo chuyện của Ân, nên không có thời gian nghe điện thoại. Sao vậy bác? Ba của con á, qua kêu bác đưa 200 triệu. Nói con biểu đưa để đi lo cho con Ân tại ngoại. Khi bác lên công an bác hỏi thì người ta nói là lo bao nhiêu tiền. Con Ân cũng không ra được, là sao? Dạ, mình làm vậy tất nhiên là không được rồi bác. Con có cách của con. Bác yên tâm, con sẽ lo cho Ân mà. Con có tin là con Ân vô tội không? Con biết là bác thương Ân. Con cũng thương Ân nữa. Nhưng mà chúng ta phải đối diện với sự thật là Ân đã phạm tội. Em ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bác à. Khốn nạn. Mày mới là cái thằng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đêm nữa tao nghe rõ ràng, mày là người lái xe, mày là người gây tai nạn. Tại sao mày đổ hết cho con gái tao? Là sao? Con không có. Đêm hôm đó, sau khi gây tai nạn, ông mới đến tìm con. Rồi con mới đưa cô ấy về. Con không có làm, bác đừng có nói như vậy. Vậy mày đi lên công an cho tao, nói cho rõ ràng vụ này. Đi, đi lên công an. Không có, bác buông con ra. Con không có làm, buông con ra. Được rồi, tao sẽ lên công an. Tao sẽ tố cáo cho rõ ràng cái chuyện của mày, ha? Bác Dũng, tao không để yên cho mày đâu. Bác Dũng. Bây giờ bác bình tĩnh nghe con nói nè. Con sẽ lập tức đến cơ quan công an để tìm hiểu chuyện này. Hả? Bác yên tâm, con sẽ lo cho Ân mà. Sao minh quan cho nó nghe con? Con nhất định phải lo cho Ân mà bác. Nhưng mà bây giờ để con đưa bác về trước. Không cần đâu. Bây giờ con đi lo cho ngăn trước đi. Đi con. Không, để con đưa bác về không, trước. Không, con đi trước đi. Đi con. Dạ, đi con đi. Trời ơi, lại trời Phật phù hộ cho con tôi. Sao lại bắt nhanh như vậy? Anh đã nói với em là phải cho chị em cơ hội để cô ấy đi đầu thú mà. Anh nghĩ em là ai? Em có quyền can thiệp lớn đến vậy sao? Ân nói với anh đó là cô ấy không có đụng trúng ai hết, chỉ đụng trúng công trường mà thôi. Sau đó cô ấy có xuống xe kiểm tra nhưng mà không phát hiện gì hết nên mới lái xe đi. Đủ rồi. Phong mà anh tin chị em nói thật không à? Em nói đủ rồi. Vết máu của nạn nhân vẫn còn ở trên xe, ở bên cạnh nạn nhân còn có dấu chân nữa.
Ngày thường chỉ tiết kiệm từng đồng từng cắc. Nếu chỉ đơn giản tông vào công trường thì tại sao không gọi bảo hiểm mà phải bỏ ra 15 triệu để sửa xe? Nếu anh có gặp chị thì anh khuyên chị nhận tội đi. Làm đâu mà tôi lại đi chú, mà chú thả con tôi đi, con tôi đâu có làm chuyện đó đâu, phải con tôi làm đâu. Chú lại chú mà, chú mà tôi lại chú, chú thả con tôi ra đi. An, An ơi. Ba, con đi cứu chị con đi, chị con đâu có làm đó riêng đó đâu. Ba tin là chị con rồi, không có làm như vậy đâu. Cũng làm sao được đó ba. Hả? Ba nghe lỗi nha. Ba, chị hai đã thừa nhận mình là người lái xe. Công an cũng đã tìm được chứng cứ trên xe chị. Chị hai có tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ba tin chị con không làm điều đó đâu. Chắc chắn có quần khúc gì đây nè. Con đi cứu chị con đi. Ba nghe con nói nè. Ba. Nếu mà ba muốn cứu chị hai thì chỉ có một cách, là ba phải chấp nhận sự thật là chị hai đã phạm tội. Rồi mình sẽ đi khuyên chị hai để chị hai thành khẩn nhận tội, rồi sẽ được nhận một mức án khoan hồng với ba. Không. Ba tin chị hai con. Ba. Ba tin chị con. Ba. Mới sáng sớm đã say xỉn. Đêm gái ngu ngốc của tôi mê mệt anh ở chỗ nào vậy? Đàn bà thôi mà. Loại con gái đó, anh muốn bao nhiêu mà không có. Im đi. Lại nói điên nữa rồi. Vì một đứa con gái rẻ tiền như vậy có đáng không? Lúc đó anh chơi bời xong, anh phủi thẳng tay đi, thì giờ đâu có phiền phức như vậy. Tôi cứ nghĩ gia đình anh là một gia đình có giáo dục, nhưng không ngờ là dạy thằng con anh hành xử một cách vô học như vậy. Tôi nhất định sẽ truy cứu chuyện này tới cùng. Đóng cửa thằng vô dụng nó ra khỏi nhà cho tôi. Thưa chú, theo cháu biết, cậu Khoa chính là người đã gây sự trước. Nhưng người đang nằm viện là thằng Khoa, và người đang phải nghe những lời khó nghe thì thằng cha đó là tôi. Đóng băng toàn bộ nguồn tài chính của nó. Nói với tất cả mọi người, ai kêu mang nó, ai giúp đỡ nó, tôi sẽ coi là đang chống lại tôi. Anh đi tự thú đi. Em đang nói cái gì vậy? Tai nạn ở trên đường số 8. Em đang nói cái gì vậy Phong? Anh không hiểu cái gì hết. Anh Kiệt, em đang làm một chuyện rất trái với nguyên tắc, thậm chí là vi phạm pháp luật. Chỉ để cho anh một cơ hội thôi.
Anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Chính em mới là đang làm anh mất kiên nhẫn đó. Cái gì vậy? Tôi nói cho anh biết. Không. Tối hôm đó chính anh là người lái xe gây tai nạn chết người ở trên đường số 8. Bây giờ anh muốn tôi bắt anh hay là anh tự đi đầu thú? Alo. Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của cô Nguyễn Thiên Ân không? Dạ là tôi. Xin hỏi ai đang gọi vậy ạ? Tôi gọi đến từ phòng cảnh sát giao thông. Xin hỏi chiếc xe biển số 72E377 có phải của cô không? Là của tôi. Vào đêm 24 tháng 6, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 20 đến 22 giờ, cô có lái chiếc xe này đi trên đường số 8 hướng về thành phố không? Em muốn anh bị xử lý tội lái xe trong tình trạng bị say xỉn đúng không? Tôi nghe. Tôi hỏi vào đêm 24 tháng 6, trong khoảng thời gian từ 21 giờ 20 đến 22 giờ, cô có lái chiếc xe này đi trên đường số 8 hướng về thành phố không? Tôi có. Cô có đi chung ai không? Tôi chỉ đi một mình thôi. Anh cũng chỉ mới đoán được chuyện này khi xem tin tức sáng nay. Anh định là đợi ông về, anh sẽ khuyên cô ấy đi đầu thú. Em cho chị em thời gian nhé. 2 ngày. Anh hứa với em 2 ngày anh sẽ đưa ơn đi đầu thú. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.